Theo Wiki thì hải tặc là những tên cướp biển, tổ chức bất hợp pháp, độc ác và man dợ. Nếu như thời đại của chúng ta thích chiêu chiêu bằng việc đi bar, đi pub thì chúng lại coi việc cướp, giết, hiếp cũng như vậy các bạn ạ. Và video ngày hôm nay thì thuyền trưởng Sam Soi xin từ chức với lý do là tuổi già sức yếu, không chiều lòng được những người anh em xem mà không like video. Từ giờ hãy gọi tôi là ông chú Sam nhé các bạn. Và đây là video hải tặc đúng nghĩa One Piece mà tôi biết này. 100% cốt tông, thiết kế đẹp từng cm của thuyền trưởng Sam Soi. Áo One Piece cực đẹp đây bà con ơi. Đẹp mà rẻ, nhiều ưu đãi là tất cả những gì mà chúng tôi có. Ghé vô mục mô tả nào. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với dâu đen. Có thể các bạn chưa biết hoặc đã biết nhưng mà tôi cũng sẽ cứ nói các bạn nhá. Tin được tác giả Oda lấy cảm hứng từ một tên cướp biển có thật. Hắn có tên là Blackbeard. Đây là một nhân vật cũng được tác giả yêu thích nhất. Ông nói rằng trong dâu đen, hắn ẩn chứa rất nhiều bí mật, từ con người, tính cách cho đến tham vọng và sức mạnh của hắn nữa. Tôi đoán rằng tên này thuộc cung song tử bởi vì tính cách hắn thay đổi, khó lường và không ổn định. Có lúc chúng ta thấy gã rất là hèn nhát. Đừng giết, con cũng từng là con của bố mà. Khoan khoan đã, bố già đừng giết con, bố định giết con trai của mình thật sao? Đó là lời van xin vô cùng nhục nhã khi mà dâu đen bị bố già tóm cổ và sắp đưa hắn đến cửa tử trong One Piece anime tập 485. Đôi lúc lại rất nguy hiểm, đáng sợ, ví dụ như hắn đột nhập vào nhà tù Impel Down để có thể giải thoát toàn bộ tù nhân, tổ chức trận đấu đẫm máu để cho ra những kẻ mạnh nhất tuyển thẳng vào băng hải tặc. Các bạn cũng có thể xem lại anime tập 446 nha. Hay là việc núp lùm dưới bằng tặc dâu trắng cho đến khi mà ra tay sát hại đồng đội, chiếm đoạt lấy trái bóng tối Yami, chặn đường nhóm siêu tân tinh, cướp 3 bản sao phiến đá đỏ từ tay bằng tặc trái tim. Đó là sự nham hiểm, tính toán. Còn với việc bắt cóc gã gẫm Bonnie trở thành người đàn bà của mình trong quãng thời gian 2 năm time skip thì đó là máu tà dâm các bạn nha. Đó, với tính cách thay đổi liên tục như thế thì chắc chắn đây là một nhân vật vô cùng thú vị, sẽ có những hành động vô cùng điên rồ mà người thường không bao giờ dám nghĩ, dám làm. Video này chú Sam sẽ không nói đến sức mạnh của hắn nữa bởi vì nhiều bạn đã biết quá rồi. Điều quan trọng nhất của một hải tặc thực thụ chúng ta phải nói đến đó là tham vọng của kẻ đó. Đúng vậy, Tít là một kẻ có tham vọng rất lớn, luôn khao khát quyền lực và sức mạnh. Hắn luôn tính trước những bước đi của mình và thực hiện rất tốt mục tiêu đề ra. Từ việc cướp trái bóng tối, trở thành thất vũ hải và thu nhận thành viên tại nhà tù khét tiếng nhất đại hải trình, sau đó là trái ác quỷ của dâu trắng, rồi tiến tới ngôi vị vua hải tặc. Bỏ qua tính đúng sai thiện ác qua một bên thì chú Sam cũng như là bác Oda. Vậy thì Tít là một hải tặc số 1, sở hữu đủ mọi yếu tố, phẩm chất của một cướp biển thực thụ, kẻ đáng sợ nhất đại hải trình. Boa Hancock. Không giống như ông chồng tốt bụng ngốc nghếch chuyên lo chuyện bao đồng của mình, Boa Hancock lại lạnh lùng với cả thế giới, chỉ follow mỗi mình anh. Đối với nữ hoàng hải tặc trước khi gặp Luffy thì mối quan tâm lớn nhất của cô đó là vương quốc Cửu Sa. Mục tiêu của Boa rất rõ ràng, ngay từ đầu thì cô và hai em gái của mình ra khơi để khám phá, cướp bóc, đánh lộn hay thậm chí là gia nhập tổ chức Thất Vũ Hải, tổ chức được coi là chó săn của chính quyền, cũng chỉ vì là những nhi cô quả phụ ở trên đảo thôi. Đó, nhiều người cứ bảo rằng là Boa độc ác tàn nhẫn, nào là cướp của, giết người, ra tay với cả thuộc hạ của mình. Nhưng thực ra đó thì cũng là vì quê hương mà thôi các bạn nhá. Mà dù cho cô ác đi chăng nữa thì với bài giới thiệu này tôi tin rằng mấy ông cũng sẽ bỏ qua hết mà thôi. Nhớ dừng lại video 5 giây đấy. Cá nhân chú Sam thấy rằng nữ hoàng của chúng ta là người vô cùng phức tạp, lúc thì ích kỷ, kiêu ngạo, thích chiếm đoạt, hay có những hành động vô cùng phi lý, đôi khi là độc ác, tự cho rằng với sự xinh đẹp và cái 3.3 của mình siêu to khổng lồ thì làm gì cũng được tha thứ. Nhưng về sau này nàng có chàng mũ rơm nên cũng thùy mị nết na lắm đấy, biết quan tâm tới người khác này, sự cảm thông và tốt bụng hơn rất nhiều. Don Ray. Đâu phải tự nhiên Don Ray sau khi bị vả bùm bốp ở nhà hàng Baroti 2 năm trước, nay lại xuất hiện ở đảo hải tặc Kachinosu, coi như là cũng thuộc hạm đội dâu đen của thuyền trưởng Tít đi. Tên này là kiểu cướp biển có tham vọng nhưng sức mạnh lại có hạn, muốn trở thành ai đó đỉnh cao danh vọng, chỉ tổ là năng lực không cho phép thôi. Đã từng được gọi với cái tên là đô đốc hạm đội cướp biển, nếu đặt ở ao làng biển Đông thì Ray có thể xưng bá một vùng. Hắn thậm chí đã tập hợp được hạm đội hơn 50 chiến thuyền để có thể chinh phục biển cả. Xui cái là mới bước ra đường, gặp ngay top thách đấu server, đánh cho tan đàn sẻ nghé. Không chịu làm vua một cõi, giấc mơ đại hải trình chưa bao giờ kết thúc.
sau 2 năm, thậm chí hắn đã vượt qua nửa đầu Grand Line, tiến tới tân thế giới. Hiện tại là một trong số đàn em có tiếng nói thuộc băng tặc tứ hoàng Dâu Đen. Ngày trước, Gray đã từng tấn công nhà hàng Barati với mục đích là cướp luôn nơi đã cứu mạng hắn ở trong cơn đói. Hải tặc là thế, sẵn sàng lấy oán để báo ơn. Hắn sử dụng một cây thương phát nổ, giết người mà không gớm máu. Có chăng đó là ân nhân của mình, vì muốn lấy lại vị thế vốn có chăng? Gray thì không từ thủ đoạn cướp trắng trợn Barati để gây dựng thế lực. Nếu không có Sanji mang đồ ăn đến, Gray đã chết vì đói rồi. Nhưng kết quả sao? Qua cầu rút ván suýt nữa khiến nhà hàng của ân nhân trở thành tro bụi. Phong cách của một hải tặc thực thụ, giáp sắt đầy gai, gương mặt lúc nào cũng hậm hực. Điều đặc biệt, hắn chỉ để lộ vũ khí bí mật ở bên trong bộ giáp khi mà hắn cần thiết thôi. Chơi bẩn, miễn sao là người chiến thắng sau cùng. Chắc mọi người vẫn nhớ hắn dùng khí độc để hạ thủ mọi người, còn mình lấy mặt nạ che lại. Biểu hiện khốn nạn, đặc trưng của những tên cướp biển bất chấp mọi thứ, bởi hắn biết rằng nếu không phải số 1 thì không là gì cả. Không còn trầu sốc nổi như ngày xưa nữa, bây giờ tóc đã dài hơn và biết rõ bản thân ở vị trí nào. Sức mạnh có hạn, Don Gray chọn cách dựa dẫm thế lực của Dâu Đen để tiếp tục hoạt động ở tầng thế giới. Nói chi đâu xa, đây chính là cách mà Tít ngày xưa núp bóng bố già. Thế nên không là trừ khả năng, Gray cho thời cơ Dâu Đen bị đánh bại sau đó một bước lên để có thể thâu tóm quyền lực. Tham vọng của hắn cũng chẳng thua bất cứ một tên cướp biển nào. Thiếu mỗi sức mạnh và sự may mắn như thằng Men thôi. Chứ chém giết lẫn nhau, bỏ rơi đồng đội là thứ mà Don Gray không hề thiếu đâu. Kaido. Thừa hưởng ý chí của Rob, Kaido đã từng coi thuyền trưởng của mình là idol và noi gương ông trở thành một hải tặc tàn bạo, bất chấp mưu hèn kế bẩn. Kaido phải chấp nhận thị phi để có được vị trí như ngày hôm nay. Đến cả Kaido mạnh như vậy còn phải nhắm mắt cho qua mấy cái trò bẩn thỉu của Orochi. Thế chúng ta mới thấy hải tặc phải chịu nhục như thế nào, bị cộng đồng chửi rủa sao mà đau đớn khi mà tự dằn vặt bản thân ngày này qua tháng nọ. Và sau tất cả, Kaido nhờ thế mà có được vị trí top 1 sinh vật mạnh nhất hành tinh, được xem là một hải tặc mạnh nhất thời đại. Sức mạnh của lão tăng tiến theo thời gian. Để có được điều đó, trong quá khứ thì cũng bị xích cổ không biết bao nhiêu lần. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Kaido là chùm của trò chơi hải tặc chuyên tra tấn thể xác và tinh thần nạn nhân. Sau khi chắp Oden một vố, lão xử tử Oden bằng cách nhúng vào vạc dầu sôi. Đúng là hải tặc mà, chẳng có định nghĩa nào về giữ lời hứa cả. Đứng trước tụi đàn em, thản nhiên phớt lờ Orochi để hắn kết liễu Oden. Và chưa xong, lão còn bay đến cung điện Kuri để diệt khẩu tất cả thành viên của Kozuki. Khoảnh khắc Kaido nắm cổ thằng bé Momo mới 8 tuổi, rồi liên tục hỏi bố mày là ai, thực sự không đáng mặt đàn ông. Kaido muốn trở thành người đứng đắn nhưng con đường lão đang đi lại tự mình dẫm lên những cục cước cho mình tạo ra. Mang nhục nếu như mà so với dâu trắng. Một tứ hoàng đe dọa một đứa nhóc chưa sạch mồm, bố già mà biết có mà cười cho thối mồm luôn các bạn ạ. Chúng ta có thể nói rằng Kaido đại diện cho những tên cướp biển ưa bạo lực ở đại dương, những kẻ thích dùng vũ lực để nói chuyện. Chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại, đó là lý tưởng sống của tứ hoàng bạch thú. Còn không thì phải mượn rượu giải sầu cho qua cơn đau bí tỉ. Dẫu biết mình gây ra nhiều tội lỗi đến chính bản thân thì còn không tha thứ được cơ. Nhưng hải tặc là thế, không có chỗ cho sự ăn năn. Phải nhốt nó vào một góc tối mà tiếp tục tham vọng làm bá chủ thôi. Kaido đề cao mở rộng lãnh thổ, bành trướng quyền lực. Lâu lâu lại bay vài vòng trên bầu trời Wano để thị uy. Sở thích phô trương thế lực là minh chứng tại sao nói Kaido là một hải tặc đơn thuần. Dưới sự cai trị của lão hơn 20 năm, Wano chưa bao giờ bị đụng đến. Chính quyền mỗi khi giao dịch ở đây đều phải hết sức cẩn trọng. Không chỉ có quyền lực, băng hải tặc bách thú cũng làm kinh tế rất là khá đấy. Vơ vét hết tài nguyên, nhân công ở đảo quốc, sản xuất vũ khí rồi kinh doanh hải lâu thạch. Wano tàn tạ như bây giờ cũng là một tay lão già Kaido làm ra. Bóc lột hết chẳng để sót bất cứ một thứ gì. Đến thằng con trai Yamato thì còn gọi lão là kẻ đáng bị nguyền rủa. Thương thay cho thân xác người cha già sống tất cả vì con, vì đàn em, nhưng bị xỉ vả, thua cả một con pet. Elong. Anh Long của ba người cá, trong live action, Long Ca đã từng bóp cổ chú hề Buggy, đe dọa xin nhẹ cái mũi đỏ vì Buggy dám kinh doanh ở gần địa bàn của anh mà lại không xin phép. Anh Long này khác với anh Long Dragon hay là ba chấm lắm các bạn nhé. Elong trở thành hải tặc để tàn sát nhân loại, bóc lột con người, bắt họ phải nộp tiền, lời bảo kê cắt cổ. Còn nhớ ngày xưa chúng ta cay khứa này như thế nào? 10 năm chờ đợi, Nami chỉ nhận lại một cú lừa cháo trợn của Elong. Với hắn chỉ có tiền bạc, con người chỉ là công cụ để hắn kiếm tiền nhiều hơn thôi. Để thuận lợi vơ vét, Long Ca chủ trương mua chuộc chính quyền. Hải quân thì được coi là lực lượng bảo vệ người dân ư.
vung cho ít tiền là câm họng ngay. Edong biết tìm đúng kẻ tham để bịt miệng hắn, thế là những tội ác gây ra lại được che đậy. Dân làng càng khổ, còn công viên nước lại càng phát triển quy mô, và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi hòn đảo không còn gì để moi móc. Bắt đầu là cướp bóc trắng trợn, sau đó là giết vài người để răn đe, dùng sức mạnh áp đảo đe dọa người dân, dùng tiền để thao túng chính quyền. Tính ra cái đầu của Elon cũng ra gì vần này nọ phết các bạn ạ. Dùng tiền nuôi đàn em, khiến chúng nghe lời răm rắp. Nếu xét về hải tặc ngoài đời, Elon là một tên cướp biển có uy phết đấy. Vì căm ghét con người, Lam Ca luôn tỏ ra vẻ thượng đẳng. Ừ thì hải tặc nó vậy mà, phải ngông cuồng coi mình là đấng mới có thể khiến đàn em đi theo như một đức tin. Trong băng của Lam Ca chẳng khác nào là một vị vua với sức mạnh tuyệt đối cả. Quá khứ từng sát cánh với Fister Tiger và Jinbei giúp Elon có được một bước đệm tốt cho việc thành lập băng riêng. Nhưng với hải tặc cũng có lòng tự trọng riêng đấy. Trừ những kẻ đi theo hắn từ lúc còn ở băng mặt trời, còn lại hắn không bao giờ mang thân phận đó đi làm lấy le với đàn em mới chiêu mộ cả. Nói về điểm này, Elon và đại đế Buggy rất giống nhau, không giống như là tên Horizon miệng bù bô bù loa. Với cái lưỡi kiếm hình răng cưa, Elon tàn sát không biết bao nhiêu mạng người. Chính hắn bắn chết mẹ của Nami, rồi biến Nami trở thành con cờ tận dụng. Cái chất tội phạm nằm ở đây này, chỉ cần có lợi cho mình, không gì là không thể. Chỉ tiếc là mỗi hắn coi trọng việc làm vua một cõi hơn là chinh phục biển cả. Nếu không, mình tin chắc rằng anh lăng cọc sẽ còn tiến xa hơn ít nhiều đấy các bạn ạ. Ít nhất thì cũng phải đụng độ với tụi thằng Mên ở nửa sau của đại hải trình ấy chứ. Đệ nhất Mihawk. Nhắc về kiếm sĩ đệ nhất, ấn tượng đầu tiên của mình không phải tài năng kiếm thuật, tính lập dị của ông mới đáng sợ nhá. Hình ảnh hiện ra là gì? Một kẻ tôn thờ thánh giá đi trên con tàu nhỏ thiết kế như cỗ quan tài. Sự kinh dị gắn liền với cái tên mắt diều hâu. Hải tặc cũng vậy, tổ chức tội phạm ẩn chứa nhiều sự bí ẩn chết chóc mỗi khi được gọi tên. Đi biển sợ nhất là đụng độ với mấy kẻ lập dị đấy. Có câu là đừng bao giờ chọc giận mấy cái thằng bố khỉ. Giang hồ giang hàng còn lịch sự hơn mấy cái kẻ là bất cần luật pháp. Mày là con tao, tao là bố chúng mày. Dracule Mihawk kiểu như là một mình tao chấp hết. Có bao nhiêu, lôi ra hết đây, xử luôn một thể. Trước khi được năn nỉ ỉ ôi ngồi vào ghế thất vũ hải, Mihawk từng là một thợ săn hải quân. Làm cướp biển nhưng hải quân gặp là né như né tà vậy. Không phải tự nhiên tổng bộ bấy giờ lại sợ mất diều hâu chết khiếp như vậy. Bằng tặc một thành viên nhưng mà chẳng có ma nào dám làm phiền. Sở thích của Hắc Ưng là chém giết, đặc biệt là chuyên đi gây sự với phe phái chính phủ. Sau này thì hơi chán nên lão mới đổi gió đi săn hải tặc thôi. Có tuổi thì con người cũng khác, thích bình yên hơn là bị săn đuổi. Kể từ khi mất đi kẻ thù truyền kiếp là Sanh Tóc Đỏ, Mihawk cũng mất luôn cảm hứng đại khai sát giới. Ở thì một mình một cõi ta bà, lênh đênh trên biển, rong ruổi khắp nơi, nhưng chẳng có băng hải tặc nào dám làm khó kiếm sĩ đệ nhất thế giới. Căn bản Mihawk đã quá mạnh để có thể bị đánh bại. Một kẻ chuyên đi săn kẻ mạnh mà đến tứ hoàng cũng say no chặn số. Xin lỗi, bạn không thể nào gửi tin nhắn đến tài khoản này. Phong cách hải tặc quý tộc chúng ta thấy rõ với bộ trang phục thanh cao, uống trà tao nhã nhưng lại giết người hàng loạt. Mihawk là cướp biển hiếm hoi, hoạt động đơn lẻ, sống đúng nghĩa là bố đời thiên hạ. Còn nhớ ngày xưa một mình thảm sát nguyên hạm đội của Don Gray bởi lý do, cũng chẳng có lý do gì cả. Chán quá chém cho vui giết thời gian thế thôi các bạn. Hải tặc ngoài đời cũng vậy nhá, đôi khi giết chóc chẳng cần động cơ, thấy trướng mắt là xuống tay thôi, kể cả là người nhà. Nhưng chẳng ai thắc mắc tại sao, bởi đơn giản đó là thế giới hải tặc, mặc định không có luật lệ hay nguyên tắc nào. Cơ mà thiếu nhất ở ông đó là tham vọng nhá. Mắt diều hâu chủ trương đi hạ kèo đấm nhau hơn là săn lùng kho báu hay là nhắm đến các danh hiệu. Chứ tầm lão trở thành một tứ hoàng có riêng một băng hùng mạnh thì có khó gì đâu hả các bạn. Thì thực ra chúng ta còn chẳng biết là có phải lão đang làm gián điệp cho một tổ chức nào đó hay không nữa. Có thể là có một thế lực đứng sau bơm tiền cho cũng nên đấy. Rock đi xe buýt. Huyền thoại xuất thân từ đại sảnh danh vọng. Ở thời kỳ cận hiện đại, chưa từng có ai có được tầm ảnh hưởng lớn nhất Rock đi xe buýt. Kẻ gần như có tất cả nhưng lại không có gì cả. Dựa trên những câu chuyện về chiến công của mình, Rock có vẻ là một người đàn ông vô cùng tàn ác và tham vọng. Không quan tâm đến việc mình tấn công ai, miễn là có thể giành được quyền lực cho bản thân và dẫn dắt phi hành đoàn của mình, tiêu diệt bất cứ ai cản trở cái tham vọng của mình. Họ của Rock có thể bắt nguồn từ tên cướp biển ngoài đời, đó là Roche Braziano, trong tiếng Anh có nghĩa là Rock the Brazilian. Sau thời gian dài lưu vong ở Brazil, Rock đột nhiên biến mất một cách bí ẩn giống như tên cướp biển ngoài đời thực sau năm 1671.
Tên đầu tiên của Rock được đặt theo tên của Sebek, một huyền thoại buồm Địa Trung Hải được sử dụng để buôn bán. Danh hiệu vua hải tặc không phải thứ mà Rock nhắm đến. Theo lời Kaido, idol của lão muốn trở thành đó là bá chủ thế giới, tức là nắm trong tay đại dương lẫn lục địa, đánh bại cả lực lượng hải quân và chính quyền. Lúc bấy giờ thì Rock chỉ thiếu một bước nữa thôi là làm được điều đó rồi. Nhìn lại những gì được kể về ông ta thì chúng ta mới thấy độ khủng trong bản lý lịch của Rock. Sức mạnh top 1, cân đôi, cân ba huyền thoại thời đại trước. Bên dưới thì dàn hảo thủ toàn thách đấu và cận thách đấu. Nắm chùm một bằng tặc như thế đòi hỏi thuyền trưởng không chỉ có sức mạnh mà phải rất rất mạnh. Mạnh đến mức vô lý để khiến cho những Newgate, Lilin, Shiki, Kaido, các thứ phải chấp nhận quy phục ông. Ngoài ra thì thứ đáng sợ nhất ở Rock đó là lý tưởng sống. Cách hành nghề của ông ấy phải nói là quá khác biệt so với phần còn lại. Tàn bạo, quyền lực, một vị chúa với quyền năng thay đổi mọi thứ đấy. Kaido đã từng coi Rock là người mạnh nhất ở trong mắt, khái niệm đó thì chưa bao giờ biến mất cả. Thích là cướp giết, hấp diêm, không cần biết đối thủ là ai. Đừng bao giờ đả động đến lòng danh dự của bằng Rock. Thậm chí có là Thiên Long Nhân cũng vậy. Một khi dám đụng chạm rồi thì chính quyền có ra mặt, bằng Rock cũng kéo tới chơi tới bến luôn các bạn ạ. Sợ bố con thằng nào đâu. Và chúng ta có Arc God Valley, Legendary. Rock thì không ngại đe dọa giết Thiên Long Nhân, những kẻ được xem là chúa. Hải tặc mà, ngoài đời thực chúng ta còn không ngại ám sát cả nguyên thủ quốc gia. Lắm drama, các tổ chức tội phạm tự xưng đã gây ra bao vụ thảm sát để kích động chiến tranh. Nếu như mà thành công, đôi khi chúng còn lên nắm cả quyền lực điều hành một đất nước cho danh tiếng lẫy lừng đấy. Thứ mà chúng gọi là nhân quyền và tự do. Muốn trở thành bá chủ, thuyền trưởng Rock liên tục chiêu mộ thành viên. Nhưng có một yêu cầu, kẻ đó phải là cướp biển, có sẵn tên tuổi. Đặc biệt phải cực kỳ tàn bạo thì mới hợp với phong cách của Rock. Thần tượng của rất nhiều tên hải tặc cộm cán hiện tại từng biết về sự tồn tại của Rock. Nhìn dâu đen bây giờ và nghĩ lại Rock 38 năm trước còn quậy đục nước đến như thế nào. Bảo sao dù băng của ông đã tan rã từ lâu rồi, nhưng bất cứ một thông tin nào về team Rock huyền thoại đều đã bị cấm rồi. Hải quân chắc hẳn không dám nghĩ đến ngày có ngày phải đối đầu với băng hải tặc mạnh nhất một lần nữa. Rồi, ok, trên đây là video top 7 tên hải tặc sống chất. Còn thiếu cái nào không hả anh em? Hãy cùng comment bên dưới cho mình biết nhá. Như thường lệ thôi, chúng ta sẽ cùng chào đón ba bạn may mắn lên sóng số ngày hôm nay. Bạn Châu Vũ, anh phân tích những chi tiết ở trong One Pillar Action đi ạ. Không biết là bạn nói phần nào nhỉ? Phần 2 thì còn chưa ra, còn phần 1 thì qua lâu rồi. Nói rõ hơn một tí nào các fan ơi. Tiếp theo là bạn Thuyên Cuti có comment ở đây cho mình hỏi là muốn coi hết One Piece thì coi ở web nào. Bật mí với các bạn là các bạn xem ở anime Việt sắp thẳng tiến luôn các bạn nhé. Đôi khi là có quảng cáo nhưng mà chất lượng thì cũng mà full HD luôn. Bạn Nhật Tiến Official 810, không biết ông nội Grab giờ ra sao rồi AD ơi. Ông nội Grab ý, thì đang chạy xe ôm công nghệ, còn ông nội Grab thì đang chờ dấu đen về xử lý. Công nhận là nhiều anh em vẫn nhầm lẫn hai cái tên này quá. AD thấy dễ phân biệt mà ta. Rồi, video đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông báo sớm nhất các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai nha. Bye bye!